Báo Indonesia phản ứng khi đội nhà không được mời dự King's Cup. Tờ Bola của Indonesia chạy dòng tít đầy cảm thán. Thái Lan mời Malaysia và Việt Nam tham dự King's Cup 2022. Liệu có mời Indonesia? Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có kế hoạch mời một số quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á tham dự giải đấu này. Dự kiến, King's Cup diễn ra vào tháng 9. Tờ Bola cho biết thêm. Theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, những lời mời dành cho bóng đá Indonesia tham dự các giải quốc tế được tổ chức trong khu vực ngày một ít đi, nhất là sau sự việc Liên đoàn bóng đá Indonesia đòi kiện đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á vừa rồi. Tờ Bola phản ánh thêm về King's Cup tại Thái Lan. Truyền thông Việt Nam cho biết FAT đã gửi thư mời chính thức đến hai quốc gia Đông Nam Á. Trong số này, Malaysia được cho là sẽ tham gia, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt. Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ sau khi đội tuyển Việt Nam trả lời không dự King's Cup 2022, quốc gia chủ nhà Thái Lan không mời Indonesia hay bất kỳ đội bóng nào khác tại Đông Nam Á để thay thế, báo chí Thái Lan đưa tin. Trước đó, cũng tờ Bola tỏ ra đau lòng vì đội U19 Indonesia không có trong danh sách tham dự giải đấu tứ hùng U19 quốc tế diễn ra tại Bình Dương vào tháng 8 tới đây. Trong một bài báo khác, Bola thông tin, đội tuyển U19 Indonesia không được mời dự giải đấu tại Việt Nam. Sự việc này cho thấy Liên đoàn bóng đá Indonesia thật ngớ ngẩn. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!